nhiều miếng nó bị gãy nè, con thấy không? Lỡ mà con nhảy trúng những cái cây mục giống như vậy là con sẽ bị té liền. Bạn ơi, các bạn có thích ăn buffet tự phục vụ giống như vậy không các bạn? Bạn nào thích thì có thể bình luận ở dưới cho mình biết nhé nghe. Mẹ, cây cầu ở đó chớp đèn đẹp quá, con ghê chưa? Cho con đi nữa mẹ. Được rồi, mẹ sẽ đi với hai đứa, chứ hai đứa đi mình nên nguy hiểm lắm. Đi từ từ thôi, đợi mẹ nghe. Cây cầu đẹp quá đi hai ơi, mừng dân cầu đi. Mẹ kêu mình đi từ từ đợi mẹ mà. Cây cầu này đắt đắn mà, có gì đâu mà dở. Có em nảy luôn nè. Mẹ kêu đi chậm chậm đợi mẹ, sao mà chạy nhanh dữ vậy con? Còn đứng trên cầu nhảy nhảy nữa, như vậy là nguy hiểm lắm biết không? Cây cầu này là cây cầu tre, nó cũ rồi, có nhiều miếng nó bị gãy nè, con thấy không? Lỡ mà con nhảy trúng những cái cây mục giống như vậy là con sẽ bị té liền. Cho nên mai mốt là cẩn thận, không có nên nhún nhảy như vậy. Cũng không nên tự ý chạy trước một mình vậy nghe. Dạ, con biết rồi mẹ. Các bạn ơi, các bạn nhớ là đừng có nhún nhảy trên cầu nha. Giống như em mình là nguy hiểm nha các bạn. Tạm biệt các bạn. Các bạn ơi, hôm nay mình sẽ cho hai bạn một cái trải nghiệm là tự đi lấy nước ở quán buffet nha các bạn. Đây là quán buffet cho nên được miễn phí nước uống nha các bạn. Nước uống ở đây cũng rất là đa dạng, có các loại trà đào, trà nho, trà bí đao và nước coca, trà sữa nữa nghe. Tất cả đồ ăn nước uống ở đây đều mình tự phục vụ hết nha các bạn. Hoàng Kim và Gia Hân sẽ có một trải nghiệm tự mình lấy nước uống nghe. Rồi, mày làm ly đó, ly nào. Nước nào? Mấy bạn nhỏ đi theo Gia Hân đó là những bạn đã xem kênh của Gia Hân đó các bạn. Lúc nãy mình có giao lưu với mấy bạn và mình rất cảm ơn sự yêu thương của các bạn đã dành cho ba mẹ con mình nha. Các bạn ơi, các bạn có thích ăn buffet tự phục vụ giống như vậy không các bạn? Bạn nào thích thì có thể bình luận ở dưới cho mình biết nhé nghe. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Các bạn ơi, các bạn xem thấy hay thì hãy nhớ bấm like, đăng ký kênh, ủng hộ kênh mình nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Tạm biệt các bạn.